Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Agim Fast 60. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Agim Fast 60 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Fesofenadine Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng như hát hơi, chảy nước mũi, ngứa mũi, ngứa vòng miệng và họng, mắt ngứa đỏ và chảy nước mắt, mày đay mãn tính vô căn cách dùng thuốc dùng đường uống liều dùng người lớn và trẻ em đến 12 tuổi uống một viên một lần hai lần mỗi ngày chống chỉ định quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi lưu ý khi sử dụng cần thận trọng khi dùng fexofenadine cho phụ nữ đang cho con bú tuy fesofenadin ít gây buồn ngủ nhưng vẫn cần thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc tác dụng phụ thường gặp buồn ngủ mệt mỏi đau đầu mất ngủ chóng mặt buồn nôn khó tiêu nhiễm virus cảm cúm nhiễm khuẩn hô hấp trên ho sốt viêm tai giữa viêm xoang, ngứa họng đau bụng kinh đau lưng Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Agimex Farm Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Agim Fast 60, đồng thời biết cách sử dụng Agim Fast 60 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.